Người nhé già nghe qua mây mất rằng nên dùng sức cơ mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh bà tiêu đòn trướng nghiệp Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Vậy tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Đoàn Quỳnh Lương, ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương đến diễn đàn để làm sáng tỏ qua nội dung chuyên đề này cho tất cả đồng đạo nơi đây tìm hiểu và tu học. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn để làm phận sự của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban ngành đoàn thể các cấp ở địa phương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Châu, thành viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Long An. Kính thưa giáo lý viên Trung ương Quỳnh Thị Bạch Lê, cùng đảm trách trong chương trình thuyết giảng Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa giáo lý viên Trần Thanh Quý cùng đến tham dự. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, cũng là trưởng ban tổ chức trong cái buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Kính thưa các nhà mạnh thường quân đại diện thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại diện các ban trị sự xã phường thị trấn. Kính thưa quý vị đại diện cho các đơn vị từ thiện xã hội. Và kính thưa toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị em, đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, thật chúng tôi lấy làm vinh hạnh được trở về đây trên cái diễn đàn này gặp gỡ cô bác và chư đồng đạo chúng ta trong cái mái đạo tràng trao đổi giáo lý của Đức Tôn Sư kính yêu, mà được biết với cái ban trị sự giải xã Vĩnh Thạnh này đăng ký định kỳ hàng tháng để chúng ta cùng nhau chia sẻ qua cái chánh pháp của Đức Tôn Sư kính yêu, mà đặc biệt là được nhà mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh để tài trợ cho những cái buổi thuyết giảng ý nghĩa như thế này. Kính thưa chư đồng đạo, duyên lành của Phật pháp có lẽ đã hội đủ cơ duyên. Vĩnh Thạnh của Tân Hưng Long An là một cái vùng xa xôi nơi thánh địa, nhưng mà hôm nay lại được hình thành trong những cái pháp hội định kỳ hàng tháng để chúng ta gặp gỡ cùng nhau, trợ duyên cho nhau trên bước đường tu tiến. Chúng tôi thiết tưởng đây là một phước lành mà chúng ta không thể dễ gặp. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi muốn nói bên cạnh ấy còn có quý cô bác ở bên hội người mù cũng được cái hạnh duyên tốt lành được đến đây để rồi tham dự trong những buổi pháp hội hầu thấm nhuần về chân lý của Phật pháp là một điều lợi ích rất lớn. Thưa chư đồng đạo, như vậy trong cái sự ý nghĩa đó và trong cái buổi họp mặt rất là đông đủ hôm nay, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành kính gửi đến chư liệt vị lời chúc phúc an lành, lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe tốt nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, trở lại cho cái chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay, giờ này đã là 8 giờ 15 mà chúng tôi có thể gặp gỡ quý vị đến 9 giờ 30. Như vậy thì chỉ còn có 1 tiếng 15 phút thôi. Thời gian còn lại là chương trình thuyết giảng đợt 2 của giáo lý viên Trung ương Quỳnh Thị Bạch Lê. Mà đặc biệt hơn nữa là mỗi cái phiên thuyết giảng của chúng ta đều có dành lại 10 phút phía sau
để mà trực tiếp trả lời những cái câu nghi vấn của đồng đạo chúng ta nếu có. Như vậy thì chuyên đề này chúng tôi sẽ thu gọn có thể trong vòng 50 phút qua cái chuyên đề mà hướng dẫn chương trình đã giới thiệu qua, đó là chúng tôi gặp gỡ vị qua 4 câu thi ở trong bài Hiếu Nghĩa Di Tiên mà Đức Thầy viết ở tại Thánh Địa Hòa Hảo vào năm Kỷ Mão 1939, lúc mới khai sáng đạo. Bài thi ấy thánh ý Đức Thầy dạy ra sao, chúng ta thử để tìm hiểu. Nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Kính thưa chư đồng đạo, để mở đầu cho cái câu thứ nhất mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, qua cái bài thi Thất Ngôn Tứ Cứu Đường Luật này, Đức Thầy lại viết trong cái thời kỳ mới khai sáng đạo ở tại Thánh Địa Hòa Hảo. Thưa quý vị, với cái thời gian mà Đức Thầy sáng tác, cũng có thể nói lên được một cái ý của Phật Pháp, nói lên được cái tông chỉ giáo lý học Phật tu nhân mà Đức Thầy đem ra để mà truyền dạy cho tín đồ. Bởi vì tín đồ Phật giáo hảo là hàng tại gia cư sĩ, chúng ta đi theo cái chánh pháp, cái pháp môn đó là học Phật tu nhân. Mà học Phật là chúng ta làm theo hạnh Phật, tu theo cái phương pháp mà Đức Phật đã tu chứng. Hôm nay chúng ta làm theo để chúng ta đạt được đạo. Nhưng bên cạnh sự học Phật ấy là chúng ta phải làm tròn bổn phận làm kiếp một con người ở trong thế gian này. Mà kiếp con người trong thế gian này, cái bổn phận duy nhất, lớn nhất và trước tiên hơn hết, không có gì hơn, đó là hiếu nghĩa phải di tiên. Chữ tiên là trước, có nghĩa là hiếu nghĩa phải làm đầu. Muôn vạn quyển kinh đều lấy sự hiếu nghĩa làm đầu. Thưa chư đồng đạo, từ đó mà cái ngày khai sáng đạo, Đức Thầy đã viết lên cái bài thi Thất Ngôn Tứ Cứu Đường Luật này. Bước vào câu đầu, Ngài đã nhấn mạnh ở cái điểm yếu đó, tức là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên. Vậy nhân sanh là gì? Nhân sanh ở đây là ý Đức Thầy muốn cho chúng ta biết, nhân là người, sanh là một kiếp sống con người trên thế gian này. Việc hiếu nghĩa dĩ di tiên, chữ dĩ là vậy, chữ di là làm, chữ tiên là trước, có nghĩa là chúng ta phải làm trước hơn hết. Thưa chư đồng đạo, như vậy chúng ta tìm hiểu cái từ yếu hiếu nghĩa. Hiếu nghĩa đây không phải chỉ nói riêng cho cái việc hiếu thảo của con người, bổn phận của mình đối với ông bà cha mẹ của mình mà thôi. Mà hiếu nghĩa nó là một cái hàm ý rất là rộng. Chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là cái nghĩa Hán học á, người ta định nghĩa chúng ta biết đó là chữ hiếu là ham thích. Chữ hiếu là ham muốn một cái điều gì đó, ta cũng gọi là hiếu. Thí dụ như bây giờ người ta ham muốn một cái sắc đẹp, ta cũng dùng cái từ là hiếu sắc, đặt thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây hiếu nghĩa là ham muốn một việc nghĩa. Như vậy thì hiếu nghĩa đây, chữ nghĩa là gì? Chữ nghĩa là tốt lành. Như vậy hiếu nghĩa là chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo ông bà cha mẹ, thì đó cũng là một việc tốt lành. Chúng ta có bổn phận đối với đất nước, để làm sao cho đất nước được yên bình, đó là cũng là một điều tốt lành. Chúng ta có ham muốn làm một cái việc làm sao cho tất cả mọi nhà đều được là hạnh phúc, được vui sống như nhau, không có kẻ đến trước mà người đến sau, có nghĩa là không có người bị bỏ lại phía sau, mà chúng ta phải sống trên tinh thần bình đẳng, đó là thương yêu, đùm bọc và biết bao dung và biết sớt chia trong cái tinh thần, trong cái ở cái chỗ tinh thần là nhường cơm xẻ áo, thì đó cũng là một việc tốt lành, cũng là việc hiếu nghĩa. Và hiếu nghĩa có thể nói rộng ra tất cả, từ trong gia đình đến xã hội, vợ chồng chung thủy hòa thuận cũng là hiếu nghĩa. Ham thích cái điều chung thủy, thủy chung cũng là hiếu nghĩa. Có nghĩa là nghĩa là tất cả những gì chỉ cho cái sự tốt lành, chỉ chung. Mà hiếu là cái gì? Là sự ham muốn làm cho bằng được điều ấy, đó là hiếu. Như vậy đối với nhân dân, một người cán bộ mà có thể là trung với nước và hết lòng lo cho dân, tôi gọi là hiếu với dân. Như vậy thì chữ hiếu nghĩa đây chúng ta muốn nói rộng hơn là làm tất cả những điều tốt lành, đem lại sự lợi ích chung cho cộng đồng xã hội,
cho từ gia đình đến xã hội thì đó là hiếu nghĩa. Mà tất cả những điều hiếu nghĩa ấy là chúng ta làm được như vậy, tức là chúng ta làm tròn một kiếp con người sống ở trong một cõi đời này. Đó là nhân sanh hiếu nghĩa vị tiên. Chúng tôi chỉ khái luận về cái câu thứ nhất để chúng ta còn những câu sau có những cái chỗ là nó nghĩa là nguyên áo hơn, có những cái chỗ là sâu màu hơn để chúng ta đi sâu vô. Vậy thông qua câu thứ nhất, tiếp theo câu thứ nhì: hành thiện chi kinh thị sĩ hiền. Hành thiện chứ hành là thực hành, là làm, đây là một động từ. Và thiện là gì? Thiện là lành, là tốt, là phải. Những gì mà tốt phải đó là cho là đó là công việc thiện, thưa chư đồng đạo. Như vậy hành thiện là làm thiện, làm thiện có thể cũng nói là làm phước đó. Như vậy người hành thiện tri kinh, chỉ tri là biết, kinh là lời sấm giảng thi văn giáo lý đức thầy đã dạy. Bởi vì ngài xác định thi văn sấm giảng của ngài là lời kinh, rút trong các luật các kinh tùy lòng không ép làm in văn này, hay hoặc là tùy phong hóa dân sanh phù hợp chấp bút thần tả bổn kinh. Như vậy thi văn sấm giảng giáo lý đức thầy viết ra để cho chúng ta đọc, học, hiểu rồi thực hành thì đó là kinh. Như vậy nếu chúng ta không học đọc, chúng ta không nghe, không để lắng nghe những lời dạy của ngài thì chúng ta không hiểu được ý nghĩa của kinh sám của ngài đã truyền dạy, thì chúng ta chưa thật sự, chưa phải là người hiền. Thị sĩ hiền, thị là vậy, là như thế. Sĩ hiền là chỉ cho cái người hiền như người đó, chữ sĩ là người có học thức, nghĩa là có học kinh sám, kinh luật thì trong cái sự hành thiện chúng ta mới đi đúng đường, đúng hướng, mới đi đúng theo cái lẽ chân lý, nhiệm mộc. Như vậy thì người hành thiện phải hiểu sấm giảng thi văn giáo lý lời dạy của Đức Thầy. Chúng tôi xin đặt một thí dụ. Hôm nay chúng ta tụ hội về ở trên cái máy, trong máy đạo tràng này, đây cũng là một hình thức chúng ta đang hành thiện. Hành thiện là gì? Chúng ta đang làm một điều phải, một điều tốt. Chúng ta đến đây để ủng hộ Phật Pháp. Chúng ta đến đây để chúng ta tìm hiểu, để lắng nghe Phật Pháp. Để chi? Để hiểu được Phật Pháp, chúng ta thực hành theo Phật Pháp, thưa chư đồng đạo, thì đó cũng gọi là hành thiện. Một hình ảnh một của sự hành thiện vậy. Không phải nói cái chuyện đó là giúp đời, giúp cho xã hội mới là hành thiện. Hôm nay đến đây ngồi trong máy đạo tràng này cũng là một cái hình ảnh chúng ta đang hành thiện. Mà hành thiện này đúng ý nghĩa là tri kinh. Đến đây để chúng ta hiểu được chánh pháp, nhiệm màu, hiểu được cái là cái lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu, hiểu được cái lời Phật đã là chỉ bài để chúng ta có một đường hướng đi đến cái chỗ an vui và được giải thoát. Chúng tôi xin mở một dấu mặt nói riêng một chút chỗ này. Xin thưa quý vị, đặt thí dụ thực tế hôm nay, quý cô bác là những cái người đó là coi như là cái người đó là thiếu ánh sáng, mà lại có cái hữu duyên được đến ngồi trong máy đạo tràng thế này thì quý vị rất là hạnh phúc, rất là an lành. Khi chúng ta thiếu đi về cái ánh quang, cái nhẫn quang, nhưng mà tâm chúng ta không thiếu ánh sáng. Đức Thầy đã từng dạy đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm. Nếu hôm nay chúng ta đến đây để ngồi ở trong cái máy đạo tràng là chúng ta làm một cái cử chỉ đó là hành thiện, mà chúng ta không hiểu được lời kinh sám thì đâu có thể nói là minh mục. Minh là sáng, mục là mắt. Mà sáng mắt ở đây Đức Tôn Sư chúng ta không phải nói sáng mắt là nói về con mắt phàm, con mắt thịt của chúng ta được sáng. Mà minh mục ở đây muốn nói là sáng con mắt của tâm, mắt tâm khai sáng. Có nghĩa là dù quý vị đến đây quý vị đã khiếm khuyết, nhưng mà quý vị vẫn hiểu được chánh pháp, nghe được lời lành của Phật, của Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì quý vị sẽ được cái tâm được sáng ra, là đó là minh mục, là con mắt tâm mở ra. Cho nên đối với Phật Pháp, người ta nói không phải nhìn Phật Pháp bằng con mắt phàm phu, bằng con mắt nó là nhục nhãn của chúng ta, mà nhìn Phật Pháp là phải nhìn bằng tâm nhãn, có nghĩa là bằng mắt, bằng tâm. Mà nghe Phật Pháp cũng không phải chỉ nghe bằng là cái nghĩa là nhĩ căn, có nghĩa là nghe bằng cái tai, nghĩa là thính giác của cái thể xác này, mà nghe Phật Pháp là nghe bằng tâm nghe, lấy cái tâm mà nghe. Mà nghe như vậy là gì? Gọi là tâm linh. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ chỗ này ngài có cho chúng ta biết là tâm linh, mắt thánh xem ba cõi, tánh hiện tai thần lóng bốn phang. Như vậy cô bác, những người mà
khiếm khuyết, thiếu ánh sáng mà hôm nay được ngồi đây, quý vị để tâm thanh tịnh, lắng nghe những cái lời pháp lành, thì đây là một cái hữu duyên thật sự mà nói trong cuộc đời khó mà gặp. Quý vị muốn đến nghe đây để tham dự cũng không có đủ ánh sáng để đến đây, nhưng mà hôm nay lại được điều kiện phương tiện đến ngồi đây à, rồi quý vị lại được nghe Phật pháp, gặp được Phật pháp như thế này. Mà Đức Phật xưa kia cho biết rằng là nhân thân nan đắc, nghĩa là thân người thì khó được, mà Phật pháp khó nghe, là Phật pháp nan văn, nghĩa là Phật pháp thì khó nghe. Mà hôm nay được nghe Phật pháp, mà thưa chư đồng đạo, cổ ngữ có lời tán thán và hạnh phúc như thế này: triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, nghĩa là sáng nghe đạo dầu chiều có chết cũng vui, có nghe có thác cũng vui. Tại sao? Là vì sáng mai, sáng nay đã nghe được chánh pháp nhị màu thì biết được con đường giải thoát an vui thế nào rồi. Chúng ta đã có định hướng, có đường đi nước bước để tâm được thanh tịnh, để mà hưởng được cái sự phúc lạc. Chiều nay dầu có nhắm mắt đi thì thấy cũng thỏa mãn, cũng hài lòng. Tại sao nói như thế? Bởi vì dầu cho sống thêm được 50 năm, 100 năm mà không có nghĩa là sự giác ngộ, thiếu đi sự hiểu biết về chân lý, thì cái cuộc sống 50 năm, 100 năm ấy chẳng qua là để tạo nghiệp chướng sâu dày, tội lỗi nhiều hơn, không có lợi ích chi cho kiếp sống ấy. Còn dù sống một ngày, một tháng hoặc một năm mà hiểu được chân lý, ý tưởng được chuyển hóa, ý tưởng lành, đó là ý tưởng được nghĩa là trở về với chánh pháp, thì dầu cho sống một ngày cũng là ý nghĩa của cuộc sống. Thưa chư đồng đạo, nói như thế là chúng tôi đặc biệt hôm nay chúng tôi muốn trao đổi riêng cái phần này, là nói với tất cả những cô bác nào đã khiếm khuyết mà hôm nay được đến ngồi trong mái đạo tràng này. Bây giờ trở lại vấn đề hành thiện tri kinh. Tri kinh ở đây nó còn có nhiều nghĩa không thể nói hết, mà chúng tôi chỉ nói lên những cái điều thực tế, kinh nghiệm để trao đổi quý vị. Thí dụ nè, như tri kinh, hành thiện là chúng ta biết làm lành, làm những điều tốt, làm những điều tạo công đức, tạo phước. Nhưng mà không hiểu được chân lý của kinh thì chúng ta còn làm ở trong cái mặt hạn chế, có lắm khi nó còn bị phản tác dụng, nó là khác. Làm thiện là làm tốt, có khi nó phản tác dụng trở nên là làm xấu chứ không phải là tốt. Tại sao? Vì chưa hiểu được chân lý, chưa hiểu được lời kinh sám của tổ thầy đã chỉ dạy. Chúng tôi xin đặt thí dụ một cái hình ảnh nho nhỏ. Một số đồng đạo của chúng ta đến những cái ngày rằm ngon, những cái ngày lễ đạo, lễ hội du sơn, về với cái cảnh là tịch mịch, về những cái cảnh thanh tịnh của cái cõi đó là cái vùng đó là Thất Sơn, dùng cái vùng Trường Núi, để đem cái tâm an lạc, để có một cái tâm an lạc thanh tịnh. Nhưng mà đến đây thấy người ta đó là bắt chim, người ta gia nhốt một cả lòng này đến lòng nọ, ta bán cho những người đi hành hương, đi giếng non, thấy động lòng, nó chật chội mà nó thở không muốn ra hơi, nó sắp chết, mua để mà phóng sanh, để mà tạo phước. Nhưng mà cái hình ảnh ấy là đẹp, hình ảnh ấy là chúng ta đang làm thiện. Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta không hiểu về kinh, không hiểu về luật nhân quả, chúng ta làm có lắm khi chúng ta lại bị phản tác dụng. Chúng ta mua, chúng ta thả những cái lòng chim ấy, vô tình cái bề trái của nó là chúng ta xúi những cái người ấy càng bắt chim nhiều hơn nữa, bắt để bán, để có lời, để có lợi. Hôm nay bán được 3 lòng chim, ngày mai muốn làm sao bắt cho được 5 lòng, 7 lòng để bán có tiền nhiều hơn. Chúng ta đang xúi họ làm điều ấy. Nếu cái người hiểu được cái ý kinh về cái ý nghĩa rốt ráo, cái sự hành thiện ấy, khi người ta muốn làm điều này, người ta không làm bằng một cách đó là vội vàng, mà ta phải bàn bạc với cái người bán chim. Ông bán chim, ông bán một con bao nhiêu? Ngã giá, không cần trả giá, tôi sẽ mua hết lòng chim để thả, để phóng sanh. Nhưng xin thưa, tôi phóng sanh thì tôi có phước. Ông bắt chim, ông đem đi bán, ông để nó như vậy, ông có tội. Tôi hưởng phước mà ông hưởng tội. Có ông làm tội, tôi mới được có phước. Tôi thấy tôi không vui. Cho nên chúng ta làm phước, nếu muốn được hưởng được sự hạnh phúc thì cùng chung hưởng, như vậy nó mới chan hòa, nó mới vui, rồi nó mới hoan hỷ. Vậy nếu ông hứa tôi mua hết lòng chim này, không ngã giá, bán một con bao nhiêu mua bao nhiêu, tôi thả hết. Nhưng mà ông hứa từ đây về sau ông không đi bắt chim bán như vậy nữa. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ mua hết lòng chim, 3 lòng, 4 lòng mua hết. Quý vị thấy sao? Với một cái điều kiện
hợp đồng như vậy, hợp tác như vậy, để cùng nhau giác ngộ như vậy, thì đây là người hành thiện tri kinh. Có nghĩa là chúng ta làm thiện mà chúng ta không hiểu được chân lý á, có lắm khi nó bị phản tác dụng, nó trở lại là làm ác chứ không phải là làm thiện. Cho nên cái người làm thiện, chúng ta phải hiểu được chân lý và chúng ta thực hành mới đến nơi đến chốn, đó mới thật sự là ý nghĩa của sự cứu cánh. Thưa chư đồng đạo, đó là một thí dụ. Bây giờ chúng tôi thí dụ một cái điều thí dụ thực tế hơn. Hôm nay những cái buổi thuyết giảng giáo lý được những nhà tài trợ để mà tác động cho chúng ta có những cái pháp hội kỳ diệu như thế này, thì đó là cái sự là cúng dường Phật pháp, đó là một cái sự là giác tha, muốn cho mọi người đồng hiểu chánh pháp của các nhà mạnh thường quân, thì đó là cái việc làm ấy là cái việc làm của người ban pháp, của người muốn thực hiện hạnh bố thí. Nhưng mà bố thí hạnh này đó, nó đi đúng với cái tinh thần bố thí của cấp cô độc. Bởi Đức Thầy chúng ta đã từng nhắc lại cái lịch sử này, cái lịch sử cao quý này. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Sự bố thí này là mục tiêu là làm sao cho hiểu đạo, mà không những những nhà mạnh thường quân hiểu đạo, mà muốn cho tất cả tha nhân mọi người trong mấy đạo tràng này được hiểu đạo. Đó là ý nghĩa thứ nhất của các nhà mạnh thường quân. Ý nghĩa thứ hai, những người thọ nhận về cái pháp thí hôm nay, những người thọ nhận trong cái buổi gặp gỡ này, thì chúng ta không phải làm hết bổn phận như người nghĩa là bố thí, như các nhà mạnh thường quân. Nghĩa là chúng ta đến đây, chúng ta để tâm thanh tịnh, chúng ta nghe hiểu được chánh pháp. Không chừng gì hiểu được, mà khi trở về chúng ta phải cố gắng thực hành, hành theo chánh pháp, hành theo cái hiểu, làm theo cái đúng của cái sự hiểu của chúng ta hôm nay. Thì như vậy là chúng ta làm hết phận sự của người thọ thí. Người ban pháp làm hết phận sự, người nhận thí cũng phải làm hết phận sự. Như vậy là chúng ta gọi là hành thiện tri kinh. Nếu không làm được vậy là chúng ta chưa tri kinh, chưa hiểu ý kinh, chưa hiểu chân lý. Đó là chúng tôi muốn nói, muốn chứng minh cái thực tế trong cái hoàn cảnh hôm nay. Như vậy thưa chư đồng đạo, nói đến chỗ này, chúng tôi có câu chuyện trao đổi với quý vị nha. Ở trong Phật giáo có một câu chuyện hết sức là ý nghĩa thế này nè. Khi một nhà sư trụ trì đã liễu ngộ đạo pháp, nói được những cái chân lý tuyệt vời trong những cái buổi pháp hội mà nói cho đệ tử mình nghe, nhưng mà đệ tử khi mà nhận được cái lời chánh pháp rồi, thâm trầm uyên diệu quá hay, cho nên trong những cái buổi là xế chiều chưa đến cái giờ công phu tối á, rảnh rỗi ra ngồi hiên chùa, có hai vị sa di ra ngồi mới nhắc lại cái lời thầy mình thuyết pháp hồi ban mai, chỗ đó sao hay quá này kia, nhắc lại. Thì lúc nói lại, nhắc lại những cái lời chánh pháp ấy, thì có hai chúng ngạo quỷ, một chúng ngạo quỷ mặt xanh, một chúng ngạo quỷ mặt đỏ, nó đến, nó đứng hai bên, nó khoanh tay, nó hầu hai vị sa di để nó nghe pháp. Nghe pháp làm gì? Ngạo quỷ mà nghe được chánh pháp như vậy đó, thì sẽ dần dần sẽ thoát quá, chuyển quá đi cái kiếp ngạo quỷ, không còn bị làm kiếp ngạo quỷ nữa. Ngã là đói, đó là quỷ đói đó, là quỷ đói, khổ lắm. Nhưng mà hai vị sa môn này nói qua lời của thầy, sư phụ mình nhắc lời chánh pháp, hai chúng ngạo quỷ hầu hạ, tôn kính đứng để lãnh hội chánh pháp. Nhưng mà tự nhiên một hồi cái thì hai vị sa môn này lại là chuyển hướng cái tâm, lại là còn vướng lèo cái chỗ phàm phu, bỏ không nói chánh pháp mà trở lại đi nhắc cái chuyện cái đám du uy hồi sớm mai đang đi ngang qua trước cổng chùa, cô dâu thì đẹp như tiên nga như thế nào, rồi chú rể là bánh bao làm sao này kia, nói qua cái chuyện phàm phu tục tử. Hai chúng ngạo quỷ nghe bất mãn quá, bởi vì chúng là ngạo quỷ, chúng còn sân hận rất nhiều, rất lớn. Chúng không dằn được cơn giận, phun nước miếng thúi vào mặt của hai vị sa môn. Tự nhiên đang nói chuyện sao bỗng nghe cái hơi mùi hôi thúi kỳ lạ, khó chịu. Hai vị sa môn này tưởng đâu có những cái con xác, cái con súc vật nào chết, nó chết nằm trong nghĩa là gốc kiển, gốc hoa trước kiển chùa, để hôi thúi như vậy nó ô uế đi cái cảnh già lam. Hai chú tiểu này mới liền đi xuống kiếm từng cái bụi hoa bụi cây để coi kiếm đặng mà dứt xác ấy đi, nhưng mà kiếm hoài không có. Kiếm cho tới chiều công phu, giờ chiều sắp tới rồi, thì
hai chú mới nghe là thỏ thẻ nói nhau giờ công phu chiều sắp tới rồi, thôi mình để mai hãy tiếp tục mình kiếm để mình quăng nó đi, thôi bây giờ vô rửa tay rửa mặt, vô chuẩn bị lên đèn hương công phu, lên chuông lên mỏ chứ để thầy rầy bị tới giờ công phu chiều. Hai chú đi vô, nhưng mà vô đi tới đâu là hôi thối tới đó, mà vô tới chánh điện cái chỗ mà chuẩn bị lên chuông lên mỏ cũng hôi thối khó chịu quá rồi. Hai chú không biết làm tính sao mới vô, vô ở trong liêu á, cái chỗ mà sư cụ mà nghỉ ngơi đó, trụ trì đó, nó vô đó bạch với thầy cái tình trạng nó như vậy. Thì ông thầy ông liễu ngộ đạo pháp, ông biết trước, ông biết cái chuyện quá khứ vị lai mà. Ông nói thôi hai con ra sau giếng chùa rửa mặt đi rồi trở vào đây rồi thầy nói chuyện với hai con nghe. Hai chú đi sau giếng rửa mặt xong trở lại bạch trình diện cái thầy, thì thầy mới hỏi nói bây giờ hai con nghe coi còn hơi thúi nữa không. Thì hai chú dùng mũi hít hít không còn nghe thúi nữa. Thì hỏi là dạ hết rồi thầy, không biết tại sao. Sư phụ mới liền nói cho hai chú biết thế này. Tại vì hồi chiều á, hồi trưa này hai con đang tâm sự trò chuyện, nói về chuyện Phật Pháp ở ngoài hiên chùa, có hai chúng ngạ quỷ thường lân la ở trong là nương ở trong cái mái hiên này để nghe thầy giảng kinh để mà chúng thoát đi cái kiếp ngạ quỷ. Nhưng mà khi nghe hai con nhắc lại lời thầy nói là chánh pháp, hai chúng đứng hai bên khoanh tay mà hầu hai con để lãnh hội chánh pháp. Nhưng mà tự nhiên hai con lại phóng tâm nói cái chuyện thế tục, cho nên chúng ngạ quỷ vì không dằn được lòng sân phun nước miếng vào mặt hai con, cho nên hôi thối, các con đi đâu cũng phải dẫn thối, bây giờ rửa mặt mới hết. Như vậy thì thầy cân nhắc cho các con nhớ rằng từ đây về sau các con không được nói cái chuyện thế tục, mà có trao đổi là trao đổi lời chánh pháp, lời Phật dạy để tiến tu. Qua câu chuyện Phật giáo này cho chúng ta thấy rằng trong những pháp hội như thế này, không phải chỉ chúng ta ngồi đây chúng ta mới là trao đổi chánh pháp, mà biết đâu bên cạnh chúng ta còn có những chúng vô hình, có nghĩa là có những cảnh giới vô hình đến đây cũng để nghe lời chánh pháp của Phật, của thầy. Cho nên vì vậy trong những pháp hội chúng ta đặc biệt thanh tịnh, trang nghiêm và hết tâm theo dõi trong cái buổi trao đổi chánh pháp. Chúng ta không để tâm để ý bàn bạn cái chuyện ở bên ngoài, cái chuyện gia đình, cái chuyện thế gian, dứt khoát không bàn những điều ấy. Như vậy thì trong cái pháp hội chúng ta mới thật sự là trang nghiêm, thật sự là thanh tịnh, mới thật sự là đem lại lợi ích của cánh, thưa chư đồng đạo. Như vậy trở lại qua một vấn đề nữa, thì tiếp theo khi chúng ta thực hiện được như vậy, hiểu được lời kinh, lời Đức Phật, Đức Thầy đã dạy như vậy để chúng ta thực hành, thì như vậy mới thật sự đó là người hiền mà có học thức, có được hiểu biết được chân lý, hiểu biết được nhân quả, hiểu được báo ứng, hiểu được đâu là tội, đâu là phước, hiểu được đâu là chánh, đâu là tà. Đó là câu thứ hai. Thông qua câu thứ hai tiếp theo câu thứ ba, kiếm huệ phi tiêu, đoàn chướng nghiệp. Thưa chư đồng đạo, kiếm huệ, kiếm ở đây là một cái dụng hình cho như là một cái kiếm, một cái đao. Mà huệ là gì? Huệ tức là trí huệ của người tu phát hiện, phát sinh. Nếu như chúng ta có đầu óc, có trình độ, có hiểu biết, đó là trí tuệ của phàm phu, trí tuệ của văn hóa, trí tuệ của học vấn. Nhưng người tu thanh tịnh, chân tâm, tự nhiên huệ phát khai, nên gọi đây là trí huệ. Cho nên như vậy mà có một cái cụm từ cổ ngữ có câu nói là muốn có huệ phải bắt sâu. Quý vị hiểu câu này không? Bắt sâu là gì? Sâu là muốn chỉ cho những cái tánh ganh ghét, đố kỵ, ghen hờn, ích kỷ, nhỏ nhen. Đó là sâu bọ, đó là phiền não, là giấy xanh, đó là như sâu bọ. Mà nếu để những cái con sâu này thì nhất định huệ của chúng ta không bao giờ phát ra. Huệ ví dụ như cái bông hoa huệ. Cho nên người ta dùng cái sự để đạt cho cái lý, chuyển cho, chỉ cho cái lý. Muốn có huệ thì phải bắt sâu. Như vậy, người muốn có kiếm huệ thì làm sao? Thì chúng ta phải phi tiêu đòn chướng nghiệp. Đòn chướng nghiệp là chỉ cho tất cả những là thói hư tật xấu, tất cả những phiền não ngăn che. Chữ chướng là gì? Chữ chướng là che, là ngăn. Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen nó ngăn che, không cho trí huệ phát sinh. Hôm nay đến đây có cái dịp để trao đổi, có cái dịp để lắng nghe, để nghiên cứu về chánh pháp. Mà chúng ta hiểu được chánh pháp thì huệ chúng ta nó sẽ hiện bày, nó sẽ phát ra. Có nghĩa là chúng ta đã hiểu được một điều đó, đạt đến đó một cái sự cứu cánh đó. Đó. Nhưng mà đến đây chúng ta để cho sâu nó bò, nó cắn thì huệ không phát sanh. Đến đây mà chúng ta nhớ việc nhà, nhớ việc gì đó này kia thì thôi, cái chuyện này xin thưa quý vị. Mà nói thật với quý vị đó, có những cái con sâu nó trường tồn bất biến, nó không bao giờ rời khỏi chúng ta. Là quý vị biết con sâu nào không? Cái con sâu mà chúng tôi thường nghe văng vẳng ở bên tai có một phần tử dài đồng đạo thôi, một số ít lắm.
Cái con sâu đó phát biểu thế này, nói là tôi nói thật á, sống tôi để bụng mà chết là tôi đem theo đó. Đó là con sâu đó là nó vĩnh viễn trường tồn, nó không có bao giờ biết khỏi. Sống để bụng mà chết là mang theo. Quý vị nghĩ sao? Thật sự mà nói đó, tu mà cái cách này nó thật, quý vị không biết chừng nào mà phát hay trí huệ ha. Như vậy đoàn chướng nghiệp ở đây có thể muốn cho ta biết cũng như nè, sự chần chờ nè, lòng ham muốn nè, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vua nịnh, ích kỷ, tư tâm, sự gây gỗ trong cái là mê đắm trong bể dục tình và sự phiền não, nó làm cho náo loạn cõi lòng, tất cả đó là đoàn chướng nghiệp đó. Đức thầy nói hết không biết bao nhiêu cái sự giải đãi chần chờ, nó cũng là chướng nghiệp nữa, nó làm cho cái con đường tiến đạo chúng ta nó phải chậm đi, nó không phát triển được. Chần chờ đến bây giờ cúng công phu mà chần chờ hồi nó thôi bữa nay đau lưng quá thôi để mời hết cúng, vậy là mất hình cử rồi, phải không? Mà quý vị ăn cơm ngày hai bữa ha, mà nếu mà quý vị bỏ bớt một bữa, quý vị thấy sao, đói không? Đói, vậy là thể xác này thiếu cái vấn đề dinh dưỡng nuôi thể xác, phải không? Cúng lại hai thời là hai bữa cơm tinh thần, tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mấy màu. Mà bây giờ bỏ bớt một bữa cúng tức là mất bữa cơm tinh thần, mà mất bữa cơm tinh thần này trí huệ sao nó phát khai, nó mới vừa hé cái tới đây để cho vô minh nó che lên nữa rồi, phải không? Như vậy thì muốn nói chung lại là đoàn chướng nghiệp nó nhiều sự chần chờ và lòng ham muốn, thấy cái gì cũng ham, cũng muốn hết trơn, không chịu xả ly, không hiểu đó là vô thường, không hiểu đó là cũng như là giả tràng xa cái xe cát bể đông đó, không hiểu mà cứ nghĩa là gom nhóp, cứ nghĩa là tạo dựng cái này kia, còn cái chuyện tu cái con đường tiến đạo thì lại là bỏ lơ, mà cái chuyện vật chất xa qua, cái chuyện gì đó thì nghĩa là chúng ta cứ côm kỉnh, chúng ta cứ thâu chứa rồi chúng ta cứ chất vô như vậy đó, thì chỗ đó là nó cũng là sự ham muốn cũng là chướng nghiệp, nó cũng là một con sâu nữa đó, nó ham muốn sự chần chờ, sự ham muốn, rồi tánh tham lam, rồi ích kỷ, rồi nói chung là vân vân tất cả các thứ. Như vậy bây giờ cái đặc biệt hơn hết là gì? Đặc biệt hơn hết đó là cái chướng nghiệp nặng nhất đó là gì? Nhân ngã, phân biệt đúng sai, chai mặn, tà chánh, rồi lại là người này với người kia có cái chỗ chia cách. Đến nỗi nhân ngã, mà nhân ngã ở cái chuyện đời thì cũng chưa nói làm chi, mà đến nỗi trong cái chuyện Phật pháp mà cũng nhân ngã nữa. Cái anh này đó đi là kiếm thuốc nam thì đi kiếm thuốc nam thôi nghe, chứ ai mà rủ đi cúng, đi cầu nguyện hay là đi nấu cơm nấu cháo là không à? Không, tôi là thuốc nam mà, chứ tôi cái đó tôi không có làm được. Cái này là Phật pháp mà cũng nhân ngã, cũng phân biệt, cái đó cũng phân biệt đó, vậy đó. Bây giờ hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, chứ hành thiện là làm những điều tốt lành. Cái tùy duyên, cái duyên nào ở bữa nay có cái nhân duyên ở không, mình không đi thuốc nam, không đi kiếm dược liệu, nhưng mà bữa nay cái tổ cơm cháo lỡ là có một người đau, người bệnh gì đó, cái người có đám giỗ đám quải đó, người ta thiếu người phục vụ, ta nói anh hay chị bữa nay rảnh không, tiếp tuần bữa thôi, vì bữa nay có cái đám gì đó hay gì đó làm vắng, là thiếu nhân viên, thì bữa nay mình ở không thì mình tùy duyên mình vô mình tiếp bữa đó quý quá. Nhưng mà không, tôi thì đi kiếm thuốc nam mà, chứ mấy này tôi không có làm, không biết đâu gì thấy sao. Cho nên đó là Phật pháp mà cũng nhân ngã, nó cũng phân biệt nữa, cũng phân biệt, cũng kỳ thị nữa. Cho nên cái việc tu á, ở đây Đức Thầy cho chúng ta biết là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi, làm sao mà thoát khỏi luân hồi, làm sao giải thoát được, thưa chư đạo. Cho nên kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp là muốn nói lên cái dụng ý là cái kiếm là nó sắc bén, nó chặt đứt tất cả những cái dây quan trái, những cái chướng duyên này chặt đứt hết. Nếu có trí huệ rồi thì nó sẽ chặt đứt hết, để đi đến nó đi thẹt thẳng một đường, cứ thấy một đàn thẳng bắn mà mê, ôi chừng ấy mới làm mầu nhiệm, một con đường đi tới nhất định không bao giờ lui, mà không bao giờ đi lệch, thưa chư đồng đạo. Như vậy thì cái chỗ này kiếm huệ đây là một cái hình ảnh ví dụ, cho là một cái gương bén để cắt đứt cái lưới vô minh, một chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, và một cái ánh đuốc, một cái ánh đèn, ánh đuốc soi sáng cho chúng ta đi đúng đường đúng hướng. Cái đó là những cái ví dụ, mà ở đây là ví dụ đem cây kiếm, là ví dụ cây kiếm bén hay gương bén ví dụ. Câu cuối cùng đó là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Phật tiền là gì? Chữ tiền là trước, tiền thì trước, hậu là sau. Phật tiền, Phật ở đây muốn nói đến cái tâm giác ngộ của chúng ta. Cái tâm mà đã giác ngộ rồi, cái tâm giác ngộ đi trước. Có cái tâm giác ngộ đi trước rồi thì hữu nhật, chứ hữu là có, chứ nhật là ngày, thì sẽ có ngày vĩnh an nhiên. Sẽ có ngày vĩnh an nhiên. Tâm giác ngộ có rồi, nó đi trước, nó có trước, mà nó có rồi
thì nhất định có một ngày nào đó sẽ đạt đến cảnh giới vĩnh an nhiên. Mà cảnh giới vĩnh an nhiên ở đây là gì? Muốn nói chữ ám chỉ cho cảnh giới giải thoát. Chữ vĩnh là gì? Vĩnh hằng, vĩnh cửu. Nó không có nằm ở trong vô thường của thời gian. Cõi Phật, cõi Niết Bàn, nó vĩnh viễn như vậy, nó vĩnh cửu như vậy. Mà an nhiên là gì? An á, là an định. An định ở trong trụ, ở trong cái tâm hồn, cái tinh thần đó là định tĩnh, an định. Đó là an. Mà nhiên là gì? Tự như nhiên. Cái chữ nhiên này Đức Thầy dùng chuyển ngữ có những cái từ rất là hay. Thí dụ như cái câu này Đức Thầy dạy nè: tự như nhiên, quay phong thiên tứ, bút thần linh mượn mực tay đề. Cái chữ tự như nhiên này nè là nó là từ ở trong cái bản thể thanh tịnh, trong cái bản thể an lành, thường trụ trong cái chỗ an nhiên thanh tịnh đó, tự nhiên nó phát ra. Nó phát ra, dụng tướng nó đủ hết, chỗ nào cũng hảo, cũng tốt. Nó phát ra, thí dụ nó thấy người này đang đau, nó đem thuốc nó cho, nó bố thí. Nó thấy người kia đang là thiếu tiền trị bệnh, nó đem mang tiền đến để cho đi bệnh viện đi trị bệnh. Nó thấy cái nhà này đang rách, nó đem nhà đến nó cất, nó cho nhà lành lặn hết mưa hết nắng. Như vậy là cái đó là cái dụng tướng của cái sự tự nhiên, tự như nhiên. Cái này không có tính trước, nhưng mà duyên đâu thì nó tính theo đó. Mà nhất nhất sự sự đều vô ngại, sự sự đều thanh tịnh, đều vô ngại, sự sự đều lợi cho chúng sanh. Như vậy thì Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên là muốn nói đến cái tâm giác ngộ ta, mà khi nó đã hiện hữu ở trong tâm rồi thì lúc bây giờ sẽ có một ngày chúng ta đạt đến cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh, là cái cảnh giới giải thoát. Cảnh giới giải thoát ở tâm ở đây đã có rồi thì lo gì đến cái ngày nhắm mắt buông bỏ cuộc đời này mà chúng ta không đến cảnh giới của Phật, cảnh giới Niết Bàn. Cho nên Đức Thầy đã xác định nha, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Vậy đề tài xin kết thúc. Còn là 10 phút nữa mới được là 9 giờ quý vị. Vậy chúng tôi sẽ dành thời gian rất nhiều đó. Chắc nãy giờ chừng 40 phút à. Em qua 4 câu. Vậy thì trao đổi cái chuyên đề 4 câu là hiếu nghĩa di tiên, chúng tôi xin dừng lại. Bây giờ nhờ đồng đạo có những câu hỏi nghi vấn thì cứ nêu lên cho, xin cái tấm giấy nhỏ quý vị ghi sẵn bên đây. Chúng tôi giải quyết rất nhanh để nhường lại cho cái phần thuyết giảng đợt 2 của giáo lý viên. Dạ. Rồi ông hỏi đi, hỏi ngắn thôi, ông đừng có kính thưa cho nó dài dòng, cứ trực tiếp vô hỏi câu gì cứ hỏi ngay câu đó.